Ngày 31 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Tế tổ chức phát quà cho các đối tượng dioxin, lực lượng công an, dân quân thường trực và các trưởng phó ấp trên địa bàn xã. Mỗi phần quà được trao tặng gồm gạo và nhu yếu phẩm từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm khích lệ tinh thần, động viên các lực lượng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2024.